Loship, dịch vụ giao đồ ăn duy nhất free ship. Không chỉ vậy, Loship còn có 11 dịch vụ giao hàng khác như giao đồ, gọi xe, đi chợ giúp bạn. Loship hiện đang có mặt tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa. Loship là ứng dụng giao hàng duy nhất của người Việt và phục vụ người Việt. Hãy ủng hộ Loship như ủng hộ người Việt Nam. Tải app và trải nghiệm ngay tại đường link được gắn ở phần mô tả của video này nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Sau sự sụp đổ của Tam Đầu Đế Chế, người đời nghĩ rằng tất cả vây cánh và sức mạnh của Caesar đã biến mất. Nhưng với tầm nhìn của một thiên tài, sự sụp đổ của liên minh chính trị do ông xây dựng chỉ là nốt trầm để chuẩn bị cho những khúc ngân vàng muôn đời, đưa Caesar bước tới đỉnh cao của đời người, cũng như đặt nền móng cho sự phát triển đến thiên thu của đế chế La Mã. Vậy, các bạn có thắc mắc tại sao nhà quân sự vĩ đại của chúng ta có thể vực dậy một cách đầy mạnh mẽ giữa sự chèn ép của các thế lực bên trong thành Rome? Hãy cùng Battle Cry tìm hiểu ngay nhé! Hung thần của cuộc nội chiến La Mã. Sau khi bị Pompey phản bội và sự sụp đổ của Tam Đầu Đế Chế, Julius Caesar nhận ra rằng đã tới lúc thanh trừng và cải tổ La Mã. Năm 50 trước công nguyên, viện nguyên lão đứng đầu là Pompey ra lệnh cho Caesar giải tán quân đội và trở về La Mã với lý do nhiệm kỳ của ông tại Gaul đã kết thúc. Thậm chí các nhà cầm quyền tại thành Rome còn ra sức tuyên truyền rằng Caesar đã lấn quyền, đối xử tàn ác với các dân tộc nghèo hèn và đang dự tính các chinh phục lớn lao khác. Lợi dụng sự việc này, Caesar bị cấm ứng cử chức vị chấp chính nếu trở về thành Rome, thậm chí còn bị cách ly khỏi đời sống chính trị và quân đội, đồng thời bị buộc tội không phục tùng và âm mưu tạo phản. Còn dù xéo lắm thì cũng quằn, và Caesar cũng không phải ngoại lệ. Các vụ oan truyền đến từ Rome khiến cho nhà quân sự thiên tài không sao giải thích, và cuối cùng ông ta đã quyết định phải ra tay để thay Chúa Trời trừng phạt những kẻ đang phá hoại vương quốc của mình. Vào ngày 10 tháng 1 năm 49 trước công nguyên, Caesar vượt qua sông Rubicon khoảng biên giới nước Ý ngày nay với duy nhất một binh đoàn lính Lê Dương La Mã tương đương với 5.000 quân của mình và phát động nội chiến. Khi vượt sông Rubicon, Caesar đã nói rằng Zada Ikes tạm dịch, con xúc sắc đã được ném, như một lời khẳng định về cuộc chiến được ông phát động. Nếu thắng, ông sẽ nắm quyền tại La Mã và trở thành anh hùng thiên cổ. Nếu thua, ông sẽ là một kẻ phản quốc đầy tàn nhẫn, vạn kiếp bất phục. Canh bạc của con người thiên tài đã bắt đầu, cả La Mã nín thở để chờ đợi vận mệnh quốc gia sẽ đi về đâu. Những chiến sĩ Lê Dương dưới trướng của Caesar như những con sói được huấn luyện tinh nhuệ, vô cùng danh mãnh và thiện chiến. Trước mũi giáo của họ, những kẻ đối lập chỉ như run rế để họ dạo chơi. Đội quân thiện chiến nhanh chóng tiến về phía nam La Mã. Từng tuyến phòng thủ được chính quyền La Mã giải công thiết lập lần lượt vỡ vụn. Đội quân của vị thống lĩnh tài ba đi tới đâu, quân của phe quý tộc quỳ rạp đến đó. Trong khi nhân dân thì tán thưởng người sẽ viết tiếp những trang sử vàng son cho đế chế La Mã. Phe quý tộc cùng quân đội buộc phải bỏ chạy về miền nam. Quân của Caesar điên cuồng truy sát, nhưng sau đó ông lại chủ động đề nghị một bản hiệp ước với phe này. Điều này càng khiến ông được tán thưởng. Caesar như một vị thánh trong hình hài của một con người, đầy tinh anh nhưng cũng không kém phần nhân từ. Sau hơn 60 ngày tiến quân, ông đơn giản là không có đối thủ. Caesar mang theo vầng hào quang của mình tiến vào thành Rome, nắm trong tay toàn bộ quyền hành của La Mã. Trên cương vị một thống lĩnh đế chế hùng mạnh, tài hoa của ông được bộc lộ hoàn toàn, những gì tinh hoa nhất của con người kiệt xuất tận lực cống hiến La Mã. Dưới sự lãnh đạo của Caesar, La Mã dần tạo được sức ảnh hưởng khổng lồ lên Ai Cập và khu vực Tiểu Á, khu vực được coi như cái nôi của nền văn minh nhân loại. Trong thời gian này, một số lực lượng còn sót lại của phe quý tộc cũng nhăm nhe vùng lên để giành lại chính quyền, nhưng điều này chẳng khác nào đã cắt đứt nốt chút lòng thương xót cuối cùng của Caesar. Đích thân ông cầm quân dẹp loạn và thu được những thắng lợi giòn giã. La Mã tiến vào thời kỳ phát triển vượt bậc. Cuộc cải tổ La Mã. Tháng 9 năm 45 trước công nguyên, Caesar chính thức trở về Rome sau khi dọn dẹp sạch sẽ đám tàn quân trong tiếng hân hoan của nhân dân. Người thành công thì luôn có lối đi riêng. Nếu như những người khác trở về sẽ lập tức củng cố quyền lực, thì Caesar lại bắt đầu việc nắm quyền của mình tại thành Rome bằng việc lập di chúc để truyền lại tước vị cho con cháu. Quả thực, Caesar không cần đi tìm quyền lực, mà quyền lực tự tìm tới Caesar. Những người đứng đầu viện nguyên lão vốn không ưa gì Caesar, thế nhưng vẫn phải hai tay dâng quyền lực cho ông sau khi chứng kiến cuộc thanh trừng đẫm máu. Mặc dù có những người vẫn tiếp tục chống đối Caesar, nhưng về cơ bản thì không có một cuộc nổi dậy nào nữa. Quyết định lớn đầu tiên
sau khi nắm quyền của Caesar là đúc tiền đồng in hình của ông, và đây là một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử của La Mã. Tiếp sau đó là một cuộc cải tổ rộng lớn trên khắp các lĩnh vực của La Mã, từ kinh tế, văn hóa, chính trị, tôn giáo, giáo dục đã được phát động dưới sự hậu thuẫn của Caesar. La Mã kiệt quệ năm nào giờ đây đã rũ bỏ lớp vỏ thô và trở thành một gã khổng lồ đúng nghĩa. Tuy nhiên, Caesar trong giai đoạn này vẫn được coi như một kẻ độc tài, khi tự ý bỏ mặc ghế chấp chính khi vẫn trong nhiệm kỳ mà không thông qua sự bầu cử của viện nguyên lão và nhân dân. Tuy đã xa rời quyền lực trên lý thuyết, nhưng ai cũng thừa hiểu rằng thực quyền tại La Mã vẫn nằm trong tay con người này. Một đền thờ nhằm tôn vinh công lao của Caesar đã được xây dựng và ông được nhận tước vị người giải phóng. Nhân dân tiếp tục bầu chọn cho Caesar làm chấp chính suốt đời và cho phép ông giữ tất cả các tước vị ông muốn, kể cả tước vị dành riêng cho người bình dân. Đáp lại sự mong mỏi của nhân dân, ông một lần nữa bước lên vũ đài chính trị, và từ đây Caesar đã nắm quyền lực tuyệt đối cả về chính trị lẫn quân sự. Một loạt các cải cách cấp tiến một lần nữa được đưa ra, tiếp tục đưa La Mã phát triển vượt bậc. Tệ nạn xã hội là mục tiêu hàng đầu để thanh trừng. Caesar thông qua một bộ luật cấm công dân La Mã từ 20 tới 40 tuổi rời ý quá 3 năm trừ khi đang ở trong quân đội, từ đó nâng cao sản xuất nông nghiệp và cung cấp một lượng lớn nhân sự cho thương mại, cũng như ngăn chặn sự tha hóa của các nền văn hóa lai tạp. 1/4 khoản nợ quốc dân được ông xóa bỏ, cùng với việc điều tiết lương thực dưới sự trợ giá của chính phủ, đã thực sự biến ông thành một vị thánh trong mắt người dân. Ông nghiêm cấm các trường hợp dù đủ khả năng nhưng vẫn muốn tiếp cận nguồn lương thực được trợ giá này. Ông đã lập kế hoạch phân chia lại đất đai cho các cựu binh của mình và kế hoạch thiết lập các thuộc địa trên khắp thế giới của La Mã. Một trong những cải cách vĩ đại của ông ảnh hưởng tới toàn bộ nhân loại chính là quy định một năm có 365 ngày và cứ 4 năm lại có một năm nhuận 366 ngày. Để thực hiện cải cách này, có một năm rất có thể tương ứng với năm 46 trước công nguyên đã được kéo dài 445 ngày. Đây chính là cơ sở đầu tiên để sau đó giáo hoàng Gregory 13 cho ra đời bộ lịch như hiện nay. Các công trình công cộng phục vụ nhân dân cũng được tiến hành. Thành Rome khoác một bộ áo mới, La Mã bước vào một giai đoạn rực rỡ xuyên suốt chiều dài lịch sử. Tuy nhiên, việc miễn giảm rất nhiều thứ thuế cùng với việc xây dựng các công trình đã gây thâm hụt công quỹ, và điều này ảnh hưởng rất nhiều tới túi tiền của những kẻ cầm quyền tại La Mã. Những đợt sóng ngầm lại bắt đầu nổi lên. Bí ẩn về cái chết của một thiên tài. Viện Nguyên Lão ngoài mặt thì vô cùng tán thưởng Caesar, nhưng sau lưng thì lại ngấm ngầm thành lập một tổ chức mang tên Người Giải Thoát cho tham vọng lật đổ. Một Caesar độc tài được tuyên truyền khắp trong và ngoài nước. Nguyên nhân sâu xa của phi vụ ám sát tồi tệ nhất lịch sử xuất phát từ việc Caesar làm rỗng quốc khố, và Viện Nguyên Lão thì lo sợ ông sẽ thanh trừng họ để thiết lập một chế độ độc tài. Vào đầu năm 44 trước công nguyên, khi mà danh tiếng của Caesar không ngừng được tăng và hố ngăn cách giữa ông và giới quý tộc thì ngày càng sâu, ông được nhận tước vị Dictator Perpetus, đảm bảo vị trí độc tài thống lĩnh tối cao cho tới khi chết. Điều này chính thức đánh động tới sát thâm vốn đã được lên kế hoạch từ rất lâu của những kẻ xảo trá. Vào ngày 15 tháng 3 năm 44 trước công nguyên, một nhóm các nguyên lão gọi Caesar tới để đọc đơn thỉnh cầu của ông trao trả quyền lực cho Viện Nguyên Lão. Tuy nhiên, lá đơn này chỉ là giả mạo và cuộc hẹn cũng là một cái bẫy. Caesar đã vô cùng chủ quan khi một mình tới đó mà không đem theo hộ vệ. Một thân tín của ông đã phát hiện ra bất thường và định đi theo, thế nhưng đã bị các hộ vệ của Viện Nguyên Lão chặn lại. Caesar một mình bước vào trong nhà hát Pompeii. Khi Caesar đang đọc lá đơn giả mạo thì Servilius Casca đã tiến tới giật áo choàng của Caesar và sượt tay qua của ông. Caesar quay lại và nắm lấy cằm của Casca, la to bằng tiếng Latin: "Tên khốn Casca, ngươi đang làm gì đó?" Casca hoảng sợ kêu những nguyên lão đồng mưu tiếng Hy Lạp: "Anh em làm ơn giúp tôi!" Lập tức toàn bộ nhóm nguyên lão xông lên tấn công Caesar. Caesar tìm cách thoát thân nhưng mở mắt vì máu và vì cái áo choàng quá dài, Caesar vấp ngã. Rốt cục những kẻ ám sát chỉ giết được ông khi ông ngã xuống và không thể chống cự trên bậc thềm của cánh cổng. Tổng cộng có tới hơn 60 người tham gia vào âm mưu giết ông, và Caesar đã bị đâm tổng cộng 23 phát. Cuộc đời của một nhân vật truyền kỳ cứ như vậy mà kết thúc. Về sau này, vụ ám sát kinh thiên động địa này được các sử gia nhận định là một trong các sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Sau cuộc ám sát, các nguyên lão đã ra khỏi tòa nhà và nói chuyện với nhau một cách đầy kích động, thậm chí họ còn hô to: "Nhân dân La Mã, một lần nữa chúng ta lại tự do." Tuy nhiên, cái chết của Caesar chỉ biến La Mã đang trên đà phục sinh trở thành một mớ hỗn độn. Chỉ một năm sau đó, một cuộc nội chiến diễn ra biến công sức cả đời của Caesar tuẫn tán cùng ông.
La Mã lại bước vào một thời kỳ tăm tối. Julius Caesar được coi là thiên tài bậc nhất của xứ sở La Mã. Các cải cách của ông là nền móng cho một trật tự xã hội mới, khiến cho đế quốc La Mã ổn định và tồn tại hơn 200 năm. Ảnh hưởng của nền văn minh La Mã đã lan rộng sang xứ Gaul ở phương Bắc và trở thành đế quốc Byzantine ở phương Đông, tràn lan khắp miền địa Trung Hải. Cuộc đời của ông trở thành một truyền kỳ lưu danh tới muôn đời và là niềm tự hào của người dân nước Ý mỗi khi nhắc tới. Vậy theo các bạn, Julius Caesar thực sự là một vĩ nhân hay chỉ là một kẻ độc tài không hơn không kém? Hãy để lại ý kiến cùng Vettocrime bàn luận nhé! Cảm nghĩ của bạn sau khi xem xong video này là gì? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé! Hãy subscribe để theo dõi các video khác trên kênh mình nhé! Tương tác thêm với chúng mình trên Facebook tại fanpage Vettocrime khám phá thế giới nhé! Link của page mình có để ở phần mô tả và top comment bên dưới nhé! Ngoài ra, nếu bạn thích thú với những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Vettocrime thương trường ký chuyện, nơi có những câu chuyện về thế giới kinh doanh cực kỳ thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!